Vâng, em test con khủng long QSC3402 cho các bác cùng thưởng thức nha. Con này thì điện nội địa, các em chuyển 4 cầu, nó có 4 cầu điện nha các bác. Mình sẽ chuyển có 220, con này thì chuyển cho bác chủ rồi. Hiện tại em còn một con nữa, hàng này hàng hiếm nha các bác, 3402. Con này công suất khủng 3400W nha các bác. Chơi 2 cặp 40 hay là chơi sub kép đồ các bác, chơi con này hết bài luôn nha. Giờ đời lớn nhất nha các bác, model lớn nhất. Đợi ngày mai. Tiếng rất là lực nha các bác. Bộ này thì gửi cho bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bác chơi 2 cặp full 40 hoặc là chơi 40 kèm 30 là chơi con này. Tiếng em này là gọi là cực kỳ canh nha các bác, siêu canh luôn, tại vì nó quá là mạnh. Các bác chơi 2 cặp 40 là tuyệt vời trong gia đình, phòng lớn. Hoặc là chơi một cặp 40 kèm cho cặp sub 40 hết bài. Thì hiện tại em chỉ còn một con thôi, em về được 2 con siêu tầm về. Có cứ tham khảo con QC BLX3402. Con này quánh mạnh hơn cả 5000 VZ luôn, nhưng mà giá siêu tốt luôn. Bác nào nhu cầu thì alo cho em nha.